chào cả nhà á. Từ hồi hôm Tết tới giờ không có nấu ăn gì hết cả nhà ơi, cũng nhớ cả nhà lắm. Hôm nay ông xã ra ngay chỗ mình trồng bông cải trắng nè cả nhà. Đó nè, cái này là mình organic luôn nha cả nhà. Mình trồng á. Hôm nay mình ra mình cắt coi cái bông nào mình cảm thấy mình cắt được á, nó đủ lớn rồi để mình ăn á. Mình hầm với xương với cái củ su á, đó đệm vô với thêm món nữa nghe cả nhà, cá rô mình kho tộ đó. Giờ mấy cái bông cải này để mình coi coi cái nào mình cắt được thì mình sẽ cắt, cái nào nó vừa tầm mà mình ăn được rồi á. Cái này mình trồng ở nhà thành ra nó nhỏ lắm, cái này đi nó nhô nhô lên nè, nó già thấy vậy chứ nó già rồi. Còn mấy cái này thì thấy nó còn được. Với mình qua bên kia mình cắt thêm cái nữa, hai cái là thấy đủ ăn rồi cả nhà ơi. Thêm cái này nữa cả nhà ơi, thêm cái này nữa là mình thấy đủ ăn rồi. Cái này bông này để cho nó rớt xuống, bông lá tía tô quá nó có bông, để cho nó khô nó già tự nó ấy. Rồi mình tét mớ hành luôn nha, hành lá nhà cũng sạch luôn. Nói chung là trồng cái một chút cả nhà. Đây, mấy bụi hành cải gì nó tốt lắm. Hành thì mình tét vậy nè, mình tét vòng vòng theo cái cọng hành đó, cái nó tách bụi ra, nó nở bụi ra là nó nhiều lắm. Hành lá cái gãy gãy này nữa. Ồ, cái bụi này bên đây cũng quá chừng nè. Sao còn hai ba bụi cũng dữ lắm. Kệ trồng cái một chút. Có cả trời nữa nghe cả nhà. Nấu ăn chừng tô canh cả trời là hai chồng ăn đủ. Rồi, nhiêu hành đây đủ rồi cả nhà ơi. Rồi mình vô mình làm. Phải nè, trời nắng quá. Qua Tết thì trời nắng quá, nắng luôn, nắng gắt luôn á. Cái nồi hầm xương á cả nhà. Đó, mình nấu từ nãy giờ nè. Dạ, cái này chút cỡ 20 phút rồi. Mình có nướng thêm hai con khô mực nhỏ nè cả nhà. Đó, bỏ vô cho nó thơm. Cái xương này mình về mình cũng sơ chế sạch rồi. Nè, đây là cái phần củ su. Củ su á. Củ su mình gọt, cỡ này bông cải đó, nãy mình bẻ đó cả nhà. Đó. Cái của nhà chồng á, organic, thành ra cái lá nè, cái lá non của nó mình vẫn xài lại mình ăn luôn. Đó. Còn này là hai con cá rô nha cả nhà. Hai con cá rô, có một con có trứng, còn con không có trứng. Đó, mình kho trong cái tổ nè. Cái tổ này ngày xưa là cái tổ có hình con gà đó. Đó. Cá rô kho tổ nha. Bây giờ cái xương này nó cũng vừa mềm rồi đó cả nhà. Bây giờ mình bỏ cái su vô. Mình bỏ cái phần su này nè, vô trước. Rồi một tí cái nó cũng vừa mềm tới cái mình bỏ bông cải vô. Bông cải nó sôi lại một vài dạo là nó chín rồi. Cái này nãy mình có bỏ vô muỗng cà phê muối nè cả nhà. Đó, nè. Nhà thấy không, cái cọng cải luôn nè, mình vẫn lấy lại mình xài luôn. Lá cải, cọng cải, mấy cái non đó. Đây, nhà mình trồng mà đồ sạch mà, không có bỏ. Đó. Này cho nó sôi lại cái mình hớt bọt. Cái su á cả nhà, mình thấy nó cũng vừa trong trong lại rồi, gần chín rồi đó. Giờ mình cho bông cải vô, cái bông cải với cái cọng á, cọng của bông cải nè, nó cho vô. Còn cái phần lá thì mình bỏ vô sau với cái hành lá nha. Bỏ cái này xong cái mình nêm nếm lại.
à, cái phần lá của nó nè. Đó. Cái hành lá này chút nữa mình lấy 1-2 cọng bỏ vô cá kho. Còn nhiêu mình bỏ vô trong cái nồi canh này. Rồi bây giờ mình nêm vô đây nha cả nhà. Nêm vô đây. Hồi nãy là mình có bỏ muỗng cà phê muối rồi. Thì bây giờ mình bỏ nửa muỗng cà phê hạt nêm. À. Nửa muỗng cà phê đường luôn, không có xài bột ngọt nha cả nhà. Rồi. Nêm nếm lại vừa khẩu vị của từng nhà thôi. Đó, bông cải với su hầm xương. Cá rô kho tộ. Mình ăn với cơm trắng á. Sau qua những ngày Tết á, thịt đồ quá nhiều cả nhà ơi. Mình nghĩ hôm nay món này ăn chắc bắt cơm lắm đây. Hai chồng chắc hết đời cơm luôn quá. Nhìn cái cá rô kho tộ này cả nhà. Quá chừng hấp dẫn luôn. Đó. Giờ mình trở lại. Mình là lửa riu riu á, lửa nhỏ. Ngon quá. Rồi cái nồi canh này mình nghĩ chín rồi đó. Giờ mình bỏ thêm hành với lá bông cải vô nữa là xong nha cả nhà. Hành mình cắt vô luôn. Lá bông cải mình bỏ vô rồi, hành mình cắt vô luôn. Hành nhà chồng mà. Bự bự vậy luôn đi. Đó. Wow, mình dẫn kết cái cá rô kho tộ rồi cả nhà ơi. Quả ngon. Nghe cái mùi nó thơm ha. Rồi mình nghĩ canh như vậy chín rồi đó. Tắt bếp cái phần canh nha. Wow, ngon quá trời ngon rồi. Nó cũng vừa ăn dữ lắm rồi, cái cá kho tộ rồi nè. Đó, mình chở đi chở lại tại vì mình muốn để cho nó hấp dẫn đó. Mình không có khứa nó ra, mình để nguyên con. Đó, bởi vậy mình chịu khó chở lửa thật nhỏ để cho nó thấm vô cá. Cái phần trứng nè. Ồ. Trứng ngon quá. Đó, gấp ra luôn đi cho nó thấm. Vừa ăn quá trời ngon rồi. Dạ chào cả nhà. À hôm nay vợ chồng mình làm clip nấu cơm bữa cơm gia đình bình thường ha. Bây giờ mấy ngày Tết ăn cũng ngán quá rồi. Bây giờ mình ăn cái món cá rô kho tộ, bông cải hầm xương với su. Rồi cái anh, gì nữa? Mà nói đi. Trời ơi, lâu quá không có làm ẩm thực lại món ăn á, toàn là làm clip ở ngoài không mà cả nhà, thành ra ổng nói là mà là mập. Cả nhà thông cảm nha cả nhà. Quên lâu quá lục ngày. À sao bao nhiêu ngày Tết mà đi chỗ này chỗ nọ đó cả nhà, thành ra hiếm có bữa cơm của hai vợ chồng lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới luôn cả nhà. Hai vợ chồng ăn cơm bữa cơm đạm bạc rồi ăn chung với nhau luôn nha. Đó. À, dạ. Mời cả nhà ăn với hai vợ chồng mình nha cả nhà. Với Tết mình cũng ngán cơm lắm cả nhà, đi ăn phở mà bởi ít ngồi ăn chung ha. Bây giờ là lâu quá giờ thèm cơm lại. Cái này nè là củ ghiền á cả nhà, củ ghiền ăn thịt chó á. Mình sắc ra mình ngâm giấm ăn tốt lắm. Tại chút nước mắm nữa anh ơi, chứ không phải giấm không. Chút nước mắm cho nó thơm. Nó thơm củ ghiền. Là nó là như vậy. Tại sao thịt chó người ta ăn kèm với nó là có lẽ là dễ tiêu hay sao đó. Theo mình nghĩ ăn nó rồi vì thịt chó nó đạm nhiều, ăn vô khó tiêu. Ví dụ người ta ăn vô nó dễ tiêu, có cơ củ ghiền. Thành ra mình thấy vậy mình thì bị gút. Thành ra sao mình thấy có lẽ là nó khắc chế với cái đạm. Thành ra mình lấy mình ăn thấy hiệu quả. Lóng gà nó ít quá gút lắm nha cả nhà. Ăn nó thường xuyên lắm á. Ở nhà có chồng luôn. Đó, thành ra bây giờ khỏe rồi. Ăn nó là ok lắm. Nó trên nó coi như gút rồi là nó không có phát lên đau nữa. Nó mặc dù là thỉnh thoảng cũng có nhậu lại. Từng nhậu một lần vậy đó. Nhưng mà không có bị. Rồi, mời cả nhà ăn cơm mình nha. Ôi, nãy giờ chờ không giới thiệu con quá đói bụng luôn cả nhà.
Chị này ăn thiệt chưa? Rồi ăn. Thôi ăn canh trước không ăn cơm. Chút mới ăn cơm sao? Ăn trứng cái đi cả nhà ơi. Cái trứng là ngon nhất. Củ ghiền mới là không biết ăn rồi cũng hơi khó, mà ngâm mà có miếng mắm thì cũng dễ cả nhà. Bông cải organic đó cả nhà ơi. Ăn cũng thơm. Mới lần đầu ăn rồi cũng có hơi cay khó chịu. Cay hơn gừng. Lá của nó mình lấy luôn lá non vòng vòng cái bông á, ngon lắm, nó thơm. Đúng rồi, hồi xưa mình bỏ lá ha, bây giờ ăn hết luôn. Nè, lá ăn luôn, cộng luôn mà lại ngon. Nó không bị giá thì ngộ quá. Tại vì anh ơi, đồ nhà mình trồng mình biết, đồ sạch mình biết. Cũng không có phân gì trên cái nhòi. Ở vậy nó nhỏ, nó có sâu rồi đó. Có những cái nó mới lú bông ra sâu nó ăn rồi đứt ngọn, khỏi có thành cây luôn, khỏi có bông luôn. Nhưng mà kệ vậy đi. Trồng cũng khó, bông cải á không phải dễ ra đâu, bị mình dùng nóng mà nó ra bông này có không bự như bông cải của Đà Lạt, nhưng mà chắc cú là phải không nốt đó, phân là phân đạm, phân tự nhiên á, phân gác là đó. Có em mỗi ngày nhớ sáng mình hay pha cà phê uống à. Lấy cái bã cà phê á đi chợ rồi mấy cái sáp trà bỏ thôi, mình xin về bỏ vô cái thùng bê cả nhà, mình pha ra nước lỏng lỏng rồi nước cơm nó đồ mình chế thôi, mình tưới hàng ngày buổi chiều á mình lấy cái phân lỏng đó mình tưới, rồi sáng ngày cái mình mới tưới lại nước bình thường chứ cũng không có phân gì hết. Trời ơi, chồng mình nó có bông ăn được là mừng rồi, bự nhỏ về công sức của mình mà. Ngon quá. Đó là phải có dưa hấu nè các nhà. Mình này mình thích cải xanh hơn. Có, mới trồng ở sau mười mấy cây cải xanh kìa. Thích cải xanh. Ăn nó cay cay á. Giống như mùi tạc một tháng. Ôi, cải xanh ở nhà mình trồng mà không có phân, có thuốc sâu đâu nha cả nhà. Ổng ăn, ổng nằm, ổng bị sặc hoài luôn á. Ngộ nó nồng lắm. Ăn sống là nồng lắm, nấu canh cũng nồng ít hơn. Cải mỗi người chạy nó ăn hết nồng. Ngộ lắm. Ở nhà thường thường mình nấu mà có xương mà có thêm tí một hai con con mực nhỏ vậy nè, ý kết hợp với rau củ quả là mình ít có dùng bột ngọt lắm cả nhà. Tí muối, tí đường, chút hạt nêm rồi là xong. Mình nấu vậy mình cảm nhận được cái ngọt tự nhiên của xương, rồi mối su nó ra, bông cải ra, mà nó tốt cho sức khỏe. Mua nửa cái xương, vừa có xương mông mà vừa có cái cụ chỏ của cái giò heo nữa nha cả nhà, kết hợp. Bà ấy sợ mập, bà không dám ăn cơm, bà ăn vậy á. Cơm cho mập. Không ăn cơm mà ăn cái cùm giò không ạ. Nạt mà có miếng gân. Đồ ngon mà giấu dưới mà ổng còn ngon đó. Ổng còn móc lên ổng thấy luôn cả nhà. Ông Hoàng Minh này ổng dữ quá. Clip tới đây hết rồi cả nhà ơi, xin hẹn lại clip sau nha cả nhà. Xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, xin chào cả nhà.
Bye bye.